Con cua nó cắn em nè. Chết rồi, giờ sao à? Thôi bỏ đất cho nó bò đi nha. Bỏ đất rồi. Bỏ đụng đất nè quen em. Chết tôi rồi, cua cắn kiểu này là chết rồi. Coi bỏ đất đó, nó bò đi rồi. Bỏ đất rồi, nó bò đi. Con thấy nè, mỡ nó chảy nè, nó hô rồi không? Phải không? Bóng ngáo. Chết mà rồi. Các bạn thấy không, đây nè, bây giờ mình hướng dẫn các bạn nha. Cái này nè chúng ta nướng rồi nha, nhưng mà nó nóng nha, chúng ta phải ăn rồi chơi vô chấm muối nè các bạn, ăn thật là nó mơi. Ngọt béo lắm các bạn, cá miếng vậy đã quá, bà vợ cứ giữ lấy cái miếng ớt chết chồng à. Ngon chứng ngủ quá, ủa nào mà cậu khác không bạn, ông à, ủa sao vậy, vậy mà nó còn tự nhớ cái giọng quay vậy, ngon quá, ngon trên người ngon quá. Ôi ôi vậy mà đâu có chút nữa. Cái đồ ngon tuyệt vời.
thấy lá môn không thầy ô? Xỏ mấy con cá đó lên mâm cái nhậu ở đây xỉn khỏi về luôn. Việc chưa nói xong mày đã nói tiếng Anh tiếng Pháp có mẹ hả? Bây giờ mình xỏ mấy cá ha, có mặn gì không? Cá này mà mặn chi nữa, đồng ruộng mà thành quả mình. Đây là còn gì nữa. Đứng nhạc mày. Nướng cái này là kiên gà nướng gì? Cá trê nướng gì? Cá trê nướng. Phải thức trâu hả? Cá trê. Này rồi. Cá mình xỏ như vậy thôi. Cua bò ra hết rồi. Đây, ơ, mấy con này. Đây. Cầm. Nướng rồi. Chưa. Cái đó rồi nướng được chưa? Cái đó mà mình cộng với cái rau ghém này nữa chắc nó không ra gì đâu á. Ôi ôi cái này mà mấy người có vợ mà cho chồng mà đi kiểu này chắc về bỏ vợ luôn, lo ở sông ở suối không mà. Thấy chưa? Thấy nó tép nè, mình lủi mà. Đấy, chúng ta đã tới chỗ ha. Trong một thời gian đi lặn lội thì mình sẽ đào lúa.
Ui da. Ui da. Ui da. Con này đọt máy nước quá tuyệt vời. Chúng ta chỉ thỏ như thế này nè. Rồi chúng ta bỏ lên đây. Chúng ta nướng nó đi. Mình chỉ bằng chấm như thế này thôi là con thích cầm thôi. Ok ha. Cầm nó. Con cầm nướng đi. Cầm với bắt Gia Bảo, Gia Bảo vô vô cầm xay luôn Gia Bảo. Cầm cái này Gia Bảo. Alo. Nóng nha. Đó, tối nay chơi Gia Bảo. Quên cái dù lục mây. Mình nướng cái này con ghẹ sao ăn ngon bằng con cua. Chết chưa, lo gì chuyện qua tao bùng xuống hết rồi. Từ ghé ghé nè. Chụp chắc ơi. Chụp cái cua nó không kẹt hết được. Trời ơi, tao kinh nghiệm. Chết rồi, là bóng nữa. Nó gõ nó ra để cát, nó cát không á. Ơ, nó cua cua nó cắn à. Ơ, cua cua nó cắn em nè. Chết rồi giờ sao à. Thôi bỏ đất cho nó bò đi nha. Bỏ đất rồi. Bỏ nó đụng đất nè quen em. Chết tôi rồi, cua cắn cái này là chết rồi. Coi bỏ đất. Quá nó bò đi rồi. Bỏ đất rồi bò đi. Đó. Vậy mà em. Chết tôi chưa. Vậy
giới thiệu cho các bạn mấy luôn. Hiện cua hay mà cắn kẹp bỏ đất là nó sẽ bò thành nhảy ra, nhảy ra bò chỗ khác. Con nãy giờ nó dễ chín hơn chứ không? Để đẩy cái chân của cái đấy ta, cái chân dưới đó là để con trời con trái. Ôi chắc mấy tôi còn ngon biết rồi nè, cái bầu sữa người ta nằm ngay chỗ này nè má ơi. Ngon lắm cái bầu đó đó. Thôi ơi, mùi cá của mùi thơm của thật may và mùi thơm của cá hoa quyện còn gì bằng, nước miếng dường như giống phun trào. Ôi ôi ơi, da chín luôn. Quá thơm. Trời ơi, nướng lục mây. Ôi ôi. Trời ơi, khét luôn con. Không, nó không có khét đâu, nó cháy bên ngoài thôi. Trong này chắc khỏi nướng nữa. Bây giờ hồi chắc. Cái đầu kia sao, cái đầu này nè. Cái này nó tới đây là nó già rồi, mình ăn từ đây xuống hà. Thôi, bây giờ nó cháy rồi các bạn. Cái này nó chín tứ luôn rồi. Giờ mình thấy mình tưởng cũng không được. Thôi, để mình làm. Chứ vợ mình nó ăn trước đi chứ. Để tội vợ mình nó ngồi nãy giờ nó ngó chăm chăm vô nước miếng chảy tè le. Chờ lửa cháy gãy cái che rớt xuống cua chín lụm lên bước liền. Ôi có khói bốc lên từ cái đột mấy kia đây nè vậy. À, ta cho vợ ta ăn trước nha. Chấm vô muối ớt đó, vợ chấm vô nó vợ ăn đó. Đó. Chị chấm ăn, chấm cái luôn nha. Cảm nhận mùi vị cho các bạn đều biết nha chị. Sao sao chị? Cái cảm giác sao? Hơi đắng đắng mà nhẫn nhẫn. Ngon lắm. Nói chung anh dù nó đắng giống phụ qua không? Không, hơi hơi à. Hơi hả? Mà ngon không? Quá ngon ha. Quá hơi đã không các bạn? Đó, các bạn thấy không? Ra lấy gì đúng. À. Vợ cầm về vợ chấm quất luôn đi. Cầm được thịt lên trên. Đó, cầm vậy quất luôn đi cho nó đã. Đó. Chấm vô nè. Ngon rồi. Đúng rồi. Ok, con gà đen. Ngó vào ống kính cho cái cảm giác kìa. Ngó thẳng vào ống kính rồi. Úi giời ơi. Thơm phết này kìa. Cái này chắc chưa ăn được đâu. Tới anh nữa, đừng nói chơi con nhỏ nghe. Cái này chưa ăn được đâu. Cái này chưa ăn được đâu các bạn nè. Ủa các bạn thấy nè, mỡ nó chảy nè, nó ngó rồi không? Phải không? Bóng ngáo. Chết bà rồi. Các bạn thấy không? Đây nè. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn nha. Cái này là chúng ta nướng rồi nha, nhưng mà nó nóng nha, chúng ta bẻ nha. Ôi con quá con gôi chơi vậy, chấm muối rồi các bạn ăn thật là nó mơi. Con trái sữa luôn à, ngọt béo lắm con bà. Chấm miếng vậy đã quá, bà vợ cứ giữ cái chấm ớt là chết chồng rồi. Ngon cũng ngủng ngon quá, ủa nào mà ngủng hát các bạn.
Ồ, ngọt cũng đúng. Còn muốn không? Quá vậy. Nhiều mà phải đó, trong cái máu của nó ngon quá nè. Ôi giời, tư vững. Dưới bái rồi còn hả? Dưới bái rồi. Người ta ăn cá các bạn. Đó, cá đồng ha. Và cho rau đồng nữa ha, đây là bí bái ha, chúng ta kèm vô nó, chúng ta ăn. Các bạn chưa thấy không, ngon kinh khủng luôn, gặp bí bái luôn, nó khôn cái giọng á, nó khôn chúng ta, khôn, khôn lắm, khôn luôn. Trời trời, được cả kinh khủng, ngon lắm các bạn. Rồi. Rồi, lấy được máy ra, chín hết rồi. Được máy, lấy ra. Thấy không? Cái đồng nó rất là dài, phải không? Mà số không? Có bóng lên cao luôn nè, phải không? Đó, từ rồi, con cá rồi. Kia. Đó, 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 không? Nhìn nướng y như khoai mì. Không, cái mùi đó y khoai mì nha nghe. Còn ngọt không? Ngọt không thể tả luôn á. Không ngọt nữa lắm, được chấm như muối ớt nữa các bạn. Chấm như ớt nữa rồi, đã kìa. Ăn hết con cá luôn. Ngon mà. Quá ngọt mà. Này mà phải có được ly rượu ha. Có luôn. Có hả? Cho ly bái. Trời ơi, nãy giờ không nói. Chấm nướng với ớt nữa bà. Chấm còn nhiều nhiều ớt rồi hả? Biết không? Mình làm cái cho nó ấm cái người, nãy giờ mình lặn mình lội á, giờ nó lạnh á, cũng cho nó ấm ha. Trời ơi, đã quá. Mình làm nhớ bà. Các bạn. Một thử anh Tuấn này ăn no rồi, giờ anh lột được mây ra để tụi em ăn với chứ. Lắm. Im nha. Giờ cái này đó im nha. Còn nè, nè tụi con ngồi ấy ra nè, để bà bỏ cái này bà làm cái kia coi. Néo ra. Để bà ấy cái đồng mây ra. Nhẹ nhàng thôi, tụi con cứ nhẹ nhàng thôi nha, mình chạy ra mình tự nhẹ nhàng thôi nha, con nha. Chạy đi. Bay ra. Ủa, đã không? Khúc luôn. Ủa, khủng. Tấn ơi. Cái này chắc vô họng chắc đã lắm á. Ủa, các vậy mà nó còn sợ nhớ cái giọng quay vậy. Ngon, ngon, ngon quá, ngon. Trên người, ngon quá. Ôi dồi. Vậy mà đâu có chung chứ. Cái đồ ngon tuyệt vời. Tuyệt vời. Quá ngon, quá ngon. Ngon quá. Quá. Không có gì tả hết. Không có gì tả hết. Quá là. Không có gì tả mà. Ê, cái đó là em ăn mình á. Em bỏ ra đi, hồi nó ăn chung là không bị đâu. Phải không? Kinh khủng. Quá kinh khủng. Thấy ăn một mình một đọt thấy nhức mình không? Thấy nhức mình không á. Ôi trời chết các bạn ơi. Cua của mình.
chín hết rồi, lấy ra luôn đi. Cầm chấm cắn luôn con này dài à, dài cứ bây giờ lắm. Đi lên hình nữa. Nó đâu mai phụ cá thế này nè. Mời các bạn. Mời các bạn xơi nhé. Trời ơi, tới đâu có cái đó em đâu đó. Có cái đục quay rồi à. Mà nó cũng dành với tôi nữa, nó lộn vô tắm đó. Còn bao nhiêu mét nó cũng lộn rồi, nó lấy cái đục mày. Hả? Ừ, nó già rồi em Dũng. Mình ăn cái non chứ, già ăn làm chi. Ngon lành không? Thằng cầm mà thằng bóc hết tôi rồi. Dây lấy cái con nữa ăn không nữa. Chết rồi, chết rồi. Rồi, xuống tắm lại cái. Xuống tắm ơi, giờ quá. Có được may mà đứng anh quýnh lọt suối luôn hả? Này là một khúc này nè, ăn tới đây nè, ăn khúc nào trắng được ăn à. Rồi, để cái đó, cái để. Cái này con sống con lột ở đây, cái này là cái đồ bỏ cá nha, chứ không phải là bỏ xương. Bỏ cá sao không Dũng? Ủa nướng không anh? Hả? Nướng chứ. Phải nướng chứ. Trời ơi, ăn là số vết. Ngon. Bỏ ra đi. Đừng có chấm rồi. Cái giọt tay nè. Đi được rồi.
bắt nó vào nhà ra. Chúng ta nướng á, cái gì cũng vậy, chúng ta nướng thì nó hao lắm. Nhưng mà đúng rồi. Cái nếu mà chúng ta để đi cái lúc đầu á, chúng ta lọt ra tách ra thì nó còn mấy cái vỏ xốp này nè. Ở trong nó có một lớp vỏ chúng ta bẻ luôn được. Chúng ta nướng như thế này thì chúng ta bỏ nhiều lắm. Nhưng cái vỏ trái này nè là nó bao cái lụa đó nó vẫn là mềm, mình ăn được hết à. Nhưng mà mình phải bỏ, mình nướng mà. Mình ngon mà, mình cứ ăn thôi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt ra, tuyệt lá hơn nhiều gốc. Từ từ để máy. Cầm lên rễ rồi. Cầm lên chút vui vậy. Bắt ra thật dài á. Chửi có cái bài này mày chí cái này khác. Cho nên kết thúc đi. Ừ, cá vàng này đúng là cá sông mà. Đúng.
chút. Vô. À, bây giờ chúng ta lên mâm. Rồi chúng ta nhậu xong cái chúng ta ngủ đây khỏi cần phải về nhà. Đây gió rồi sương lạnh nữa. Sương lạnh ở đây chị về. Vô. Rồi nè, đó lá kèm, lá kèm. Chị hấu vô. Em Tấn ơi. Đây. Vô. Để ta chưa là con ghẹ coi. Rồi, mời các bạn ha. Hôm nay là mình có đưa mấy anh em là đi là mò cá, chặt đục mây, rồi nướng ăn, kèm theo là rau đồng rồi ha. Chơi dân dã một bữa cho nó đã ngày chủ nhật các bạn. Rồi, mời các bạn ha. Rồi, mời nha, mời các bạn luôn nè. Sẽ thưởng thức á. Là sẽ thưởng thức nó cho nó xuống tới mức nào ha. Chắc nó lên nó dầu à. Đủ ngọt. Không có tỏi luôn á. Đủ ngọt. Quá đã. Nếu mà cá các bạn khi mà mình mồi suối lên và mình nước nướng mồi luôn, mình cảm nhận được ăn rất là ngọt. Ngọt của vị cá và dai của đồng các bạn. Rất ngon ha. Và kèm theo những cái cây ăn kèm, lá ăn kèm ha, cây rừng rất tuyệt vời luôn. Đó. Mình ăn thử miếng nữa coi. Cảm thấy ngon quá. Bái rồi. Bái rồi. Thơm, thơm. Anh ăn vậy sao được? Vậy là không có ngon đâu. Thấy đậm mây. Nè, ơi. Không bẻ miếng cá, bẻ miếng cá nè. Ngon. Giờ tôi ăn miếng đậm mây thử coi. Ôi ơi. Ủa. Cái lọt mà không có chữa ăn nó đâu có nó đâu. Béo lắm. Nó hơi nặng mà. Tỏ luôn nó lẫn rồi đâu. Anh thử cục về coi. Thịt mời. Ồ, các bạn nha. Thì trong này mình cũng có rau chạy nè. Quý bái, chăm luôn. Và cái chơi nữa. Quất cảnh. Thịt mây nữa ha. Trời ơi, nó biến chạy tới ruộng tôi rồi. Trời ơi, còn gì nữa nó nói. Quá ngon. Quá ngon quá. Các bạn thử một lần đi trải nghiệm với mình ha. Cảm giác nó rất là tuyệt vời luôn. Và ăn rất là ngon. Không có gì bằng hết. Rất ngon. Rồi. Năng miễn dừa đó. Rồi, chín rồi. Được rồi, vàng rồi, dây là ăn rồi, tuyệt vời rồi, cá đồng ăn vàng vậy thôi. Phải không? Vàng nữa là rồi, ngon hết. Nó chạy mỡ nè, không được, để cho nó chạy thêm miếng mỡ nữa đi. Rồi, clip mình đến đây là kết thúc các bạn. Thì các bạn một ngày cuối tuần chủ nhật á, vui vẻ nha. Thì các bạn khi mà xem clip của mình ha. Các bạn nhớ
tí chia sẻ giùm mình để tất cả mọi người đều biết cái hành trình khám phá của mình. Hành trình khám phá của mình á, nói chung là mình làm những clip chân thật gửi đến tất cả mọi người, chân thật của cái ý nghĩa ha. Và các bạn đừng quên nhấn vào chuông á để hành trình khám phá sẽ thông báo cho tất cả các bạn những cái clip hay hơn nữa. Rồi, hành trình khám phá xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở clip sau nha. Bye.